ổng nói là sao mấy ông lấy thuốc ông chạy ở đây, nó trời ơi, lũ ổng phanh một đống xe ớt sầu bỏ đồ hết trơn rồi chạy không vô. Căn mà cho của quyền của mình được tội nguyện đó thì con cháu chị đã chọn rồi, nhưng mà con cháu biết đường đi, đi như thế nào và làm như thế nào để cho có cái đường đi vô giống như là một cái cổng của Sơn Thần nhé, hai ông Sơn Thần chắn giữ hai bên của chúng chị. Không biết đâu là cái người đó bắt đầu xuất hiện ngũ hành này, gồm có năm mẹ kim mộc thủy hỏa thổ nè, năm ông nè. À, rồi bây giờ tứ tượng thì bốn mùa tám tiết, bây giờ quý vị thấy còn không? Không còn mùa tiết gì chơi á. Rồi nó thu hoài vô. Thì tức là thầy nói mở cái hội Long Hoa kỳ này đó, tức là mở hội thánh để chọn người trung và hiếu. Mình đi mà mình nhớ đến cửa quyền mình, gán tu để cúng cửa quyền mình, thì mình đã làm xong chữ hiếu. Bằng chứng là thầy nói gán tu đắc đạo cứu cửa quyền. Thắng chú hả? Kỳ vậy thầy. Giỡn lên luôn nè. Tức là nó quyền diệu lắm. Cao Tùng Vlog mến chào quý cô chú anh chị và các bạn nha. Hiện tại thì Cao Tùng Vlog đang ở trên đỉnh của núi Hỏa Long Sơn. Và cuộc hành trình tiếp theo thì Cao Tùng Vlog sẽ khám phá một địa điểm hoàn toàn mới ở khu vực này. Và trên đây cũng có rất là nhiều điện mà Cao Tùng Vlog chưa có đi và chưa có trải nghiệm chia sẻ cho cô chú anh chị. Và điều đặc biệt ở trên khu vực này có một cặp hổ mây cũng khá là lớn và đã được nhiều người dân chứng kiến và gặp. Và đặc biệt hơn nữa thì chuyến hành trình lần này thì Cao Tùng Vlog sẽ giới thiệu cho cô chú anh chị một cái điện Quỳnh Liên, một điện cũng rất là đẹp ở khu vực này, nhưng mà rất là lâu rồi chưa có cô chú anh chị nào mà chia sẻ cái khu vực này. Sau khi hành trình dài lên thì nếu mà mình có duyên đi qua vòng vòng gặp được bà con hoặc là cư sĩ sống ở trên núi này thì mình sẽ quay và chia sẻ những cái câu chuyện mà của mấy vị sống trên đây lâu năm. Và có thể là nếu mà có duyên hơn nữa thì gặp một vị nào ẩn tu sống trên đây để chia sẻ về những cái hành trình tu hành của những cái vị sư ẩn tu này. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển lên trên đỉnh và đặc biệt là lên trên cái dồ cuối cùng để khám phá nha. Bây giờ thì mấy anh em mình đang hành trình lên trên đỉnh núi. Bước lên nổi không nè. Dốc quá khứ rồi. Quá nguy hiểm rồi. Chạy số 1 không á mà nó gị quá gị rồi. Phải nói là một cái hành trình rất là gian nan luôn. Hồi sớm giờ là mới có lên chưa tới đỉnh nữa mà cái độ dốc nó rất là đứng nha. Đặc biệt là
núi Ngoại Long Sơn này là cái độ dốc cực kỳ đứng luôn. Ở đây thì mình thấy có một cái bãi đá cũng rất là đẹp nè, đá phong quá rất là nhiều, nên mình quay mình chia sẻ cho cô chú anh chị trước khi lên trên khu vực ngang luôn. Cái này nó bị phong quá nè, nhìn giống như là cái vẫy gì đó. Ở đây mà mình nghe cái tiếng hát karaoke văng vẳng phía dưới chân núi lên luôn. Chỗ này cũng có một cái cảnh rất là đẹp nè. Ngoài kia mình thấy có một cái khối đá nó nhô cao lên kìa, nhìn rất là đẹp luôn. Để mình đi dài dài ra mình quay chia sẻ luôn. Ở đây thì mình có thể nhìn thẳng được qua khu vực của bên Campuchia luôn cô chú anh chị. Còn rất là xa, nhưng mà mình lên đỉnh núi á, mình nhìn xuống thì cái cảm giác nó rằn, nó hơi nó gần á, nhưng mà còn xa lắm nha. Cảnh đẹp quá đẹp nên mình dừng lại, mình quay chia sẻ luôn. Mà điều đặc biệt khuyên cô chú anh chị có đi lên núi thì nên đi xe ôm nha, chứ đừng có đi khám phá giống mình á. Đi chạy lên cũng khá là nguy hiểm á, do mình đi cũng nhiều lần ở trên núi này nên mình cũng thuộc cái địa hình trên đây, nên mình quyết định đi bằng xe máy á, chứ thật sự là nguy hiểm lắm. Ở bên đây có mấy cái bãi đá đẹp quá đẹp luôn rồi nè. Ôi khối đá nè, hết sức đẹp luôn rồi. Qua đây chị Sáu ơi, đẹp quá đẹp chị Sáu ơi. Hết sức cái khối đá đẹp luôn rồi nè. Ôi ôi, một nguyên một khối nha, dựa vào một cái thân đá ở đây là đá liền khối không à. Mình thì thích đi mấy cái chỗ này, chỗ còn hoang vu á, mình khám phá. Ở bên đó cũng có mấy khối đá kìa, nguyên bãi đá trắng đẹp đẹp luôn à. Có nhà bà con người ta ở phía dưới à. Đặc biệt là mình thấy có cái ngọn đá này rất là đẹp nè. Ôi ôi, Nam Mô Di Đà Phật à. Đây 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 cô chú anh chị ơi. Nó cái khối đá này thật sự là nhìn rất là giống luôn nè. Có mắt, có mũi, có miệng luôn nè. Giống như là ông thò đầu ra vậy đó. Cái đó là cảm nhận của mình thôi nha. Mình thấy sao thì mình nói vậy. Cô chú anh chị nào mà có thấy được những cái hình ảnh khác, hoặc là cái dương, cái trụ tượng khác á, thì cô chú anh chị có thể bình luận phía dưới cho coi Tùng Vlog biết nha. Nhiều khi ánh mắt của mỗi người thì nhìn có thể khác nhau, nhưng mà mình nhìn thấy thì rất là giống nha. Đó. Về khía cạnh tâm linh đó thì mình không có nói được cái điều gì. Nếu mà mình tin đó, thì điều đó là có. Còn mà mình không tin đó, thì cái điều đó là không có. Nên là tùy theo cảm nhận của mỗi người thôi. Bên đây nè Nam ơi, giống dữ lắm luôn nè Nam. Qua đây nè, đi gan mấy ông thọ đầu lên luôn nè. Từ từ nha, nè cô chú anh chị mình nhìn rất là đứng dữ lắm nha. Đây là mình phải đây rất là cẩn thận nha. Nam đi đó chứ bên kia là dược phẩm đó. Nè Nam, đi gan thọ đầu ra luôn nè. Đó. Mát không? Thích qua đây. Nó giống không Nam. Ngước cái đầu lên. Đi gan không? Cái cảm nhận của Nam là thấy một cái đầu đang ngước lên, y như cái đầu của ông May. Không biết cô chú anh chị mình thấy sao, đây nguyên con mắt nha. Nam thì Nam thấy vậy, tại vì mỗi cái trí tưởng tượng của mỗi người mỗi khác, cho nên là cô chú anh chị mình thấy cái hình ảnh gì khác hơn Nam thì hãy để lại bình luận cho Nam biết nha. Còn Nam thì Nam thấy rõ ràng giống như cái đầu của ông May đang ngước lên. Thôi nhìn rất lỡ nè. Anh bẻ cái lá chuối cụp xuống luôn đi. Ừ. Sao dễ thấy hơn phải không? Ừ. Đây nè, cô chú anh chị nó nhìn y chang luôn không? Ấn ăn thật chứ. Thấy mà đâu mà lộ cái này ra giống như gan mắt luôn ha. Ừ. Ủa, sao mà rồi? Lộ ra cái màu đen kìa. Chị Sáu đâu? Mấy cái chị Sáu bên kia rồi. Thôi đi, mình đi dọc bên kia.
Ở dưới này còn nguyên cái bãi đá trắng luôn nè. Ừ, đẹp ghê ha. Kìa, coi ở đây này mình nhìn xuống rất là đẹp luôn cô chú anh chị, có một cục đá đó y như cục đá sơn thần à. Ê, đá này mình nhìn từ xa cũng có một cái hình ảnh gì rất là lạ nha. Nói chung là những cái khối đá ở trên núi là đều có cái tượng trưng hết luôn á. Nhưng mà mình thì những cái bảng mà không biết hết như thế này nè, bà con ở trên núi người ta sẽ gọi là đá sơn thần nha cô chú anh chị. Tại vì nó nằm rất là thoi loi, mình nhìn thấy nó không có cái gì gọi là chắc chắn, nhưng mà nó không bao giờ mà nó có vấn đề gì xảy ra, nó nằm yên đó. Dựng đứng luôn ha. Cho nên bà con người ta gọi là đá sơn thần là okay, cũng đúng. Okay. Bây giờ hai anh em mình đi xuống dưới nè. Kê chút xíu cái chân nè. Hai anh em mình đi xuống dưới ghi hình luôn. Cái đường này đi thì cũng nên cẩn thận nha. Bữa nay thì nói chung là mấy anh em trang bị được cái đôi giày của chú anh chị ơi. Có nhiều cô chú anh chị vô bình luận là mấy anh em mình đó, nói đi núi thì nên mang giày cho nó an toàn. Đi núi mà không mang giày là nguy hiểm lắm. Em cũng cảm ơn rất là nhiều những khán giả đã yêu mến mấy em nha. Cảm ơn rất là nhiều luôn á. Thì ở video trước mà tụi em đăng lên đó thì này. Có một số cô chú anh chị rất là quan tâm, kêu mấy anh em là đi núi khám phá chỗ này. Bây giờ phía trên là nó có phong quá nè, cô chú anh chị trên lưng nè. Đó, trên lưng là phong quá trơn luôn. Mấy khối đá phải nói là rất là đẹp luôn. Thì em cũng rất là chân thành cảm ơn những phong quá trơn luôn của khán giả dành cho mấy anh em tụi em. Và một lần nữa thì đẹp anh ha. Em mình bữa nay ủa đẹp quá ha. Khi một đoạn thì mình gặp mấy chú này đang chuẩn bị làm mấy vàng để làm gãy nè. Có một lời dao đó. Em nói nếu mà muốn sống thì cho độ em chúng đặc biệt đi. Em cái không độ em thành ra em mới giết nó đặng em căng cái vàng. Chứ nghèo khổ đó không giết đâu được. Trời ơi, giái gì không giái, giái chúng đặc biệt mày không lo không nổi. Mày không lo không có nổi rồi con ơi. Con lo làm con kiếm tiền đi chứ ông lo không nổi rồi con ơi. Chào quay hy sinh quá. Phải nói là một cái cây ở giữa rừng mà nó hết sức lớn luôn. Mít này có trái. Ở đây có một cái cây da. Sẽ tiến gần lại cái cây này để ghi hình nha. Điều đặc biệt á là cái cây da nó mọc ở trên những cái tảng đá, nó bao trùm luôn, rất là đẹp nha. Nhưng mà em mới trồng đậu gồng mà sao giờ nó ra trái mít em cũng không biết nữa. Cái gì? Trồng đậu gồng mà ra trái mít hả? Đâu rồi coi coi. Đâu đâu đậu gồng ra trái mít đâu? Chỉ rồi. Đó. Hay gì ta? Đâu trái mít đâu? Mới trồng đậu gồng mà nó ra trái mít nè, sao không biết nữa. Đúng rồi, có trái mít nha. Nhưng mà cái vàng thì mới có làm thôi để dành chưa trồng đậu gồng, mà cây mít thì trồng trước rồi nha. Cái cô chủ gãy này hài quá cô chú ơi. Để thôi nói nè, kiểu này trúng chữ chết luôn. Thôi bây giờ mình qua cái khu vực mà có một cái cây da. Nó mọc ở trên những cái khối đá phải nói là rất là đẹp nha. Rồi nó chùm nguyên một cái khối đá luôn, đẹp ghê luôn ha. Cái bộ rễ nó là nó chùm hết cả một khối đá ở đây luôn. Ngộ quá à, nó cái bù đề là thường là nó không có một cục đá cái bên vậy á. Hết rất đẹp rồi. Thì góc bên này. Góc ở dưới dần nhìn lên nó mới đẹp. Bù đề. Ồ nó chùm nguyên khối đá luôn chị. Ừ. Khối đá này lớn lắm chứ không phải nhỏ đâu. Lâu năm rồi ha. Hồi này nó cái hàng nó ôm vô trong đá gì đó. Cô chú chị, y như cái bàn tay mà ôm vô trong đá luôn nè. Ôi nhìn đẹp quá đẹp luôn ha. Y như cái bàn tay ôm trọn cái tảng đá này luôn. Quá đẹp luôn. Nhìn ra cái hướng bên đây mình quay lên nữa. Cho cô chú chị xem nha. Ôi ôi quá đẹp luôn nè, nó chùm luôn nè. Công nhận cái sức sống mạnh liệt rồi chứ. Cái này mà lấy cái khối đá ra là kiểu như là mình làm được một cái căn nhà luôn á. Nhìn đẹp quá đẹp ha. Hết trước cái cây lớn à. Trên núi là nhiều cái cảnh phải nói là rất là đẹp. Nhưng mà uổng cái là cái cây này nó đang chết dần chứ phải, khi mà nó còn xum xuê là nó mát lắm luôn á. Đây chút xíu nữa mình sẽ qua cái khu vực bên đó, bên Ocean nữa. Là nó còn gừng gặm gặm gạp dữ lắm nha. Bên đó là bà con người ta nói là còn một cái lò hãng, là còn một cặp gắn hổ mây rất là lớn ở phía trên đó. Chút xíu nữa thì mình sẽ tiếp tục khám phá hành trình qua đó nha. Sao sao chú? Cái cô nào mà cô gái núi chở một ngày một tấn măng đâu? Cô đó đó. Cô đó đó hả? Đây để mình. Vừa đẹp mà vừa giỏi nha cô chú vậy. Có người yêu chưa? Em hả? Có người yêu chưa? Chưa
có chồng chưa có người yêu mà được hai con rồi. Ờ à, vậy là im rồi đó, chưa có chồng chưa chưa có người yêu mà được hai con. Khuyến mãi phải không? Nè nè anh này chưa vợ nè. Cũng chưa nữa. Anh mà nó chưa thiệt anh hậu độc thân không anh. Anh lấy cái hậu đó là hai con chứ anh nói chưa có chừng người ta đeo anh đó. Bà con ở trên núi phải nói là nói chuyện rất là vui vẻ của chúng chị. Chia sẻ rất là nhiệt tình. Cái này chị Hà trẻ đẹp nhất đó. Chị Hà cảm ơn em nha. Ủa nó nghe nè, cái này ớt chim em không hái nè. Ớt chim mì á. Chứ không phải là nói ớt chim. Buổi tối thường thường mình có ngủ trên đây không hả chị gái? Nhiều khi ít lắm, tại chỗ này không có nhà, có nhà dưới á. Là gần dưới đây mình có cái trại nào ngủ không? Ở cái trại gì đó đó. Chầu có cái gác đó. Cái chầu có cái gác là đó. Dạ. Yeah. Cứ quay anh nhiệt tình quá, anh xấu lắm. Đẹp mà. Biết sao không chú? À, hôm qua nó con gặp mà cái chú ở dưới chân núi đó. Ổng mới gặp gắn thun mày chạm trán liền luôn rồi ổng chỉ cái hướng ở trên này đi khám phá nè. Cái nhỏ nhỏ thì có chứ không cái bự thun. Nhỏ là bị lớn chú. Tay rồi. Tay. Dạ. Là thường ha, mình gặp thường ha. Dạ. Yeah. Dạ. Lâu lâu cũng gặp một lần chứ đâu lên hoài cái đó dữ lắm mình đâu có gặp đâu. Dạ. Chú có được gặp chưa? Có rồi, bắt hoài vậy. Trời ơi. Cái gì? Chú được bắt hoài luôn. Hổ may mà bắt hoài luôn hả? Cáo bé lớn chú. Tình trai. Ồ, trai trai. Dạ. Trai. Mà không bắt không đâu có sợ con gì đâu. Trai cái lớn có. Vậy là chú hở săn ở trên đây hả chú? Đâu có đâu, đi gãy gặp đập nó luôn chứ nó dữ quá để lại gì. Dạ. Vậy hả? Thường thường gặp nó là nó có động tác như thế nào hả chú? Nó phùng dữ lắm. Nó phùng lên hả? Nó phùng xè nhẹp gì nó đưa cái mỏ tới. Dạ, nó có khè gì không? Khè. Nó khè như thế nào hả chú? Khè dữ lắm. Kè như chuột cống vậy. Dạ, nó khù phải không? Nó khù quá. Dạ, con nghe nói mấy chú kia cũng nói là nó cái động tác nó khè dữ dội lắm. Nó nhỏ nhỏ dám đập chứ bự quá đâu dám đập. Dạ. Chạy á sao chú? Chạy. Đêm nó cút đi chơi nè. Dạ. Dạ, nó cũng không hại tới mình ha. Không. Bây giờ đi gặp nó bình thường mình đi vô đừng lấy đá để rồi mình cởi nó lại. Dạ. Mình cởi nó cởi giữ nó bự là nó quật được mình đó. Vậy hả? Dạ. Còn mình không làm gì nó đâu có làm gì mình ha. Nó không làm nó thôi nó đi im. Dạ. Cũng nguy hiểm quá ha, sống trên núi nè mà lỡ gặp mấy ổng thì cũng gặp cỡ chạy rồi. Cái cột đó là mình hết dám đập nó rồi, chạy rồi lên đá đứng rồi. Dạ. Yeah. Nhưng mà mình đứng đó ăn tặc ổng đâu có làm gì mình hả? Là mình nó đi vô mà. Dạ. Bự ít gặp lắm, bị gì nó ở dưới lò hãng không mà nó... Dạ thì chú kia cũng chỉ trên lò hãng đó. Lò hãng là đâu hả chú, hướng nào? Dạ dưới dưới này có lò hãng nè. Dạ. Ở đây mình qua tới chỗ ô sình còn xa không chú? Xa, đây trên khúc nữa. À. Cảnh đẹp lắm. Dạ. Dạ. Cây phủ thờ cảnh đẹp lắm. Chưa. Phủ thờ ở trên lò hãng có cái phủ thờ. Nó nằm trên vỗ. Phủ thờ đó là mình thờ cái gì chú? Thờ ông bà. À, ở trên đó có một cái điện thờ ha. Đẹp lắm hả? Yeah. Rồi thì bây giờ có lẽ là bây giờ mấy anh em mình sẽ tiếp tục hành trình lên trên lò hãng nha. Rồi tạm biệt gia đình nha, bye bye. Ở đây thì mình thấy có một cái nhà của chú này ở chọc đường nè. Đây lên ô sình là khoảng bao lâu nữa hả chú? 500m nữa. 500m hả? Lên cái dốc mà cái xuống nó tới rồi. 500. Dạ. Chú ở trên đây lâu chưa? Lâu rồi. Dạ. Tiếp thu qua tiếp thu rồi bắt đầu ở đây luôn. Là nhà chính của mình trên đây luôn hay là trại? Cái trại. Nhà chính ở với bà Trúc á. Dạ. Trên đây chú trồng cái gì? Vườn. Dạ. Vườn, lập vườn nè. Dạ. Vậy là thường thường thì một mình chú lên đây để làm vườn thôi, còn thím với mấy anh chị thì ở dưới. Ở dưới làm việc với buôn bán. Có khi nào ngủ ở đây không? Không có. Thời gian trước ngủ ở đây không à. Giờ lên xuống vậy. Dạ. Dạ. Mày đi quay hả? Dạ. Mấy con đi khám phá. Đi không đi đây chẳng 500m hả? Dạ. Đã lưu trình ở đây con thấy khúc này sao mà thấy vắng quá ha chú. Ừ, trên đây vắng lắm. Dạ. Tại trên đây dân đại gia mua không à. Dạ. Giờ dạ. Dân ta xuống hết rồi còn dân đại gia lên mua đất. Dạ. Một người là mấy chục hectare không, 40-50, 20-30 không. Ôi ôi. Bởi vì con thấy ít có chạy lắm. Thường thường là nếu mà có người dân ở nhiều á, chạy nhiều. Có tư là ít á. Dạ. Ở đây thường thường là cỡ này là mình trồng cái gì hả chú? Đó thì giờ vườn vậy đó. Hình như là cái này cây tiêu cái gì nè. Tiêu. À có trái chưa? Mình thấy có trồng sầu riêng rồi nữa kìa. Chen vô. Dạ. Quay coi cái tiêu nha chú.
cái mình trồng chính ở trên đây là cây gì hả chú? Thì chính thì giờ nó có vườn sầu riêng, nó lập sầu riêng đó, mà nhưng tôi thì tôi mới làm đây, còn bển là làm trước rồi đó. Dạ. Trước thì có trái rồi ha. À, có trái. Còn ở đây thì mới trồng năm thứ ba rồi. Tại không có săn sóc á thì chị nó không được lấy. Mà tiêu á, hình như con thấy người ta không chỉ bán tiêu đen mà tiêu xanh bây giờ người ta bán cũng rất là nhiều hả chú? Tiêu xanh. Tiêu giờ xanh. Thí dụ người ta đặt tiêu xanh thì mình bẻ tiêu xanh về. Còn tiêu để tới mùa chín mình bẻ mình bán phơi khô. Mà con thấy hầu như giờ người ta trở lại tự nhiên người ta chuộng ăn tiêu xanh ta, tiêu còn tươi vậy đó. Ta làm món này món kia ngon. Con cũng thích còn sống không ạ? À, có quay dài dài bản á. Dạ. Bản có vườn lớn rồi này kia nọ, trồng sầu riêng có trái. Dạ. Hôm nay mới trồng. Dạ. Trồng nay năm thứ ba chị. Con thấy bên đây có mấy cái hổng quá trời đứng hả chú? Ừ. Dạ. Có dưỡng đi quay vùng bển á. Vùng điện cái xài đó, bên đó ta làm nhiều. Dạ. Nói dân người ta làm rẫy nhiều, lập vườn cũng nhiều nữa, với dân người ta ở bản đất cũng tịnh dưỡng nhiều nữa. Dạ. Mấy con đây ít lắm. Mấy con thì mấy con thích đi khám phá mấy chỗ nào còn hoang sơ á, ít có người đi á. Cho bà con người ta coi mấy cảnh này người ta thích hơn. Ở dạt thì già đi lên lên trên dầu cờ đó, như đó dầu cờ đó đó. Dạ. Ở đây nguyên ngày sao buồn được ta, chim hót líu lo nguyên ngày nó buồn chứ. Tới chiều buồn lắm. Vắng vẻ lắm. Ở trên dầu cờ nó có cái gì chảnh hả chú? Không có gì chơi ngày đó rồi, trước cái sân bay của lúc quốc gia đó. À, dưới trên đó có cái miễu nữa. Trên dầu cờ hả chú? Dầu cờ. Dạ. Chả xích chảnh hỏi người ta. Dạ. Dạ. Dạ, thôi tạm biệt chú nha. Rồi, chúc chú nhiều sức khỏe nha. Chúc chú nhiều sức khỏe. Dạ chú. Dạ dạ. Con chào ông Năm nha. Rồi. Bữa nay vẫn khỏe không Năm? Khỏe. Nghe chị Sáu nói ở trên đỉnh trên đây có ông Năm ở trên đây vui tánh mà ông Năm vui vẻ lắm. À, hôm nay mới gặp được ông Năm. À. Dạ. Ông Năm ở trên đây là mình kêu bằng là Ocean không Năm? Ocean. Không biết làm sao mà người ta kêu bằng Ocean không Năm? Cái đó là đất thường mấy chỗ khác là cứng chứ không có sình. Tại ở dưới đó có sình non. Ngộ ha. Mà bèo nữa nghe, có bèo luôn. Có. Mới đặt tên là Ocean, có bèo luôn. Con thấy là cái bèo kỳ... bèo nhiễm bèo cám á. Dạ. Quá tàn kỳ lạ hay không ông Năm? Tại vì thường thường ở dưới đồng bằng, ở dưới cái hồ á, thì người ta có sình và có bèo. Mà trời là không có bèo lạ vậy. Dạ. Bèo một cá cám nổi lên lớp mặt á. Bên cạnh đó là mấy cái hồ có bèo sơn, không biết ở đâu. Ngộ ha. Trên đỉnh, có ai đâu thả. Trên đỉnh núi có sình và có bèo. Bèo. Dạ. Đó mới là một điều rất là lạ. Thành ra cũng chính vì chỗ đó nên cái tên Ocean có cái tên Ocean mấy ông già xưa hồi trước á kêu. Dạ. Rất là lạ, rất là đặc biệt. Bởi vậy đó là cái nguồn gốc của Ocean. Bèo á là thằng nhỏ tôi đào cái hầm để chứa mà nó nuôi hai con cá mà nó vớt về đây cho ăn đó. Nó vớt bèo bển nó chầm gì đó. Ôi ơi. Ở bèo. Dạ. Bèo bên miệng kêu cám á. Dạ. Chứ không có tai bự. Cái đó là tự nhiên luôn hay không nào? Không biết ở đâu. Dạ. Đâu có chứ là cũng không biết. Cái này cũng như trời xanh luôn. Không biết. Mà hôm ấy sao mình không có nói được, không biết dạ. Sao. Dạ. Và dưới chân này là quý. Còn trên này nè mà có. Dạ. Đây là trên đỉnh núi nha cô chú anh chị. Đỉnh núi rồi. Là trên đỉnh núi. Ừ. Con nghe nói hồi xưa là ở khu vực Ocean của mình nó có một cái hang lớn có cặp mây gắn hổ mây ở phải không Năm? Hang này có hồ sáu chứ á. Ở dưới hàng dưới này nè. Dạ. Mà dưới đó cái hang đó hồi trước là mình ở dưới trốn ở dưới đó, bộ đội á. Bữa trước này cái của tỉnh đội huyện đội cái hang của huyện đội trước á. Luồn ở dưới tối tăm dưới đâu có thấy đường đi đâu. Dạ. Cái hang đó đi xuống dưới là mà không biết được lên á. Dạ. Vì là cái hang lớn lắm, lò ăn lớn mà. Tôi hỏi mấy cái ông mà hồi trước là quân Mỹ đó, hỏi ông nói nghe bom nó bỏ dân dẳng hả? Bom nó bỏ trên đất bằng đó, ở trên miệng nó mở dưới ông nói nghe dân dẳng hả? Ông không thua đâu, không thám tháp biệt xa lắm ở dưới, mà nước chảy ồ dưới. Mà đều đi có đèn mới được. Vì là ở trong lòng lò ảng là có cái mặt nước ngầm ở phía dưới. Có ở dưới á, bởi mẹ ông bảo mới được.
mỗi lần là hang ông ở dưới bờ trên này nó còn tạc máy bay nó bắn hoài rồi mấy ông xuống ở dưới ăn làm gì đó. Yeah. Có mặn ăn thui ra hỏi mấy ông nói đâu còn thui gì đâu, tôi hỏi bơm bỏ làm sao nó ăn thui gì nghe dần dẫn dẫn à. Bởi vì vậy mấy ẩn cư có mấy ông già gì mà hỏi mấy ông thì nó ông ra đi thì trong đó ông vẽ mũi tên đỏ ví dụ đường nào để nhận. Yeah. Biết đi chứ thôi đi tầm bậy. Dạ. Bà không. Có nghe ông bà xưa lớn tuổi rồi kể lại không? Tuổi đã có. Mấy ông lớn tuổi đó bự à. Còn hồi mấy năm trước thì tôi nói cái câu này rồi đó là mấy ông thuốc nam bỏ chạy đó, cái ông ba tên đó đó là ông chạy vô trời ổng á. Là ông gặp đấy không? Lớn không mấy ông năm? Thầy không biết mà tôi hỏi ông nói là sao mấy ông lấy thuốc ông chạy ở đây? Nó trời ơi, nụ ổng khoanh một đống xe ấn sầu bỏ đồ hết trơn rồi chạy không vô. Đó, 2-3 ngày mới lấy đồ. Mấy ông chặt thuốc nam. Dạ. Cái ông đó, ông bà ông nói. Dạ. Là cách đây bao lâu rồi hả ông Năm? Chắc cũng không, 3-4-5 năm rồi ạ. Dạ. Cũng mới mấy năm nay thì ha. Ở dưới đó làm gì không có. Dạ. Ở dưới hàng, dưới tốt, đồ khu, với ai, dưới dưới. Dạ. Hàng thấy ghê lắm mà. Mà nhát chắc mình không dám xuống đâu. Nói thiệt, tôi không dám đâu ạ. Dạ. Tối đen như mực chứa. Dạ. Còn cái con rắn mà phanh vô đó là mấy người thuốc nam nói là lớn không Năm? Ông có nghe nói không Năm? Thì nó cũng nằm ở dài đó đó, và gần hang đó đó. Chắc nó đi lên kiếm mồi. Dạ. Kiếm mồi á. Còn cái loại mà nhỏ nhỏ vậy thì cái ông trên đó, ông ba, cái hồ, chỗ cái hồ nãy, cái hồ nước ra đó. Là uống nước hoài, ông gặp hoài. Ông có bự, mà đi uống nó nhỏ nhỏ vậy nè. Ừ, cầm giò là cũng lớn lắm đó. Cũng bự ra. Mà đi uống nó không có bự không? Ông nó hướng nước ngoài hả? Con bự thì thường nằm dưới hả không? Nằm dưới nó mới lên. Thì ổng nói thì ổng gặp hoài ha. Sáng mùa hạn khô xuống nước hay cái gì đó rồi gặp ổng chạy xuống dưới hang. Vậy là đi qua ngay hang luôn. Dạ. Cái hang đó dữ lắm mà. Thì cái ở dưới này là làm tính khai thác đó mà làm bộ kinh phí không nổi gì bỏ đó. Làm lộ rồi xây đúc cột đèn lên làm xăng xe hơi đậu luôn mà làm khai thác cái hang đó đó làm, là tham quan á. Yeah. Mà bộ tài chánh không đủ sức hay gì đó để em luôn tới giờ đó chứ có mướn người ta làm hết thời gian mướn lấp lặn bằng đường xuống chứ. Yeah. Đâu cũng gì làm cũng lâu rồi, cũng mấy tháng trời á đó. Rồi xuống dưới lăn đá là chỗ nào ấy thì đập chen lại cho đường làm đường lặn đi tham quan á rồi sau là bỏ luôn tới giờ. Yeah. Đi xuống hàng đó đó cũng tính đúng chứ phải chuyền đèn dắt đèn xuống thì bởi vì điện dắt lên đó cái đường đó là tráng nhựa rồi đó là mấy cái ta đó lặn tính đầu tư cái hang đó. Dạ. Yeah. Còn cái hang mà của cái chú mà lúc trước bác kể cho con á bên đây nè cũng có nữa ha không. Yeah. Mà chú này bây giờ về nhỏ nhỏ có trứng thôi, thằng đó nó gặp cái trứng rắn thôi chứ không thấy con rắn. Dạ. Cái trứng bự không thấy không? Trứng thì chắc cũng không lớn không lâu mà thấy nó bự nó cũng dám bở. Nó sợ. Bông này chưa lên. Thì thằng kia cũng người bắt mà cũng thu. Và thằng này nó mới chỉ nó trời ơi qua dọn hang ở con không chết. Và dọn cái rồi sẽ cuốn đồ đi không? Thằng này nó hỏi nó trứng rắn không dám không? Không dám bở. Rồi đi râu lên trên biết trả đỡ ra người bắt gì là dọn tính dọn vô đó là vô ở tu ha. Dạ. Vô ở ha sao mà vô tình cờ vô gặp tính rắn cái chợ bỏ rồi luôn không vào. Dạ như vậy là cái bên cái hồ nước bên kia là cũng thường mấy ổng thường xuyên xuống luôn hả? Xuống có xuống. Dạ. Ba ổng nói vậy lát trưa ổng ở mắt Dương Hương trên chủ thờ ổng ở sẵn á. Dạ. Ổng ở Dương Hương sẵn á rồi ổng trưa ổng xế ổng người xuống đây chơi. Cái phủ thờ đó nằm cách chỗ mình xa không ông Năm? Thì cái đường xuống đây là dòm qua bé mặt trời mọc có cái đường bê tông đó. Dạ. Đi ngay lên hả? Dạ. Đây đi ngay chỗ cái quằng mà có cái hồ nước đi khỏi lên chút xíu cái thì có đường xi măng á. Dạ. Dòm mấy bên tay phải nè, đây đi về dòm mấy tay phải gặp có đường thì đó theo được lên rồi đụng mà. Người ta có cho mình tham quan không? Không cho tham quan cho nhưng là không quay phim không cho. Dạ. Trong quận không cho. Dạ. Là chỗ cái điện đó ha. Cứ lên tự do lên tham quan
cho nhưng mà à, đừng chỗ đó chắc tâm linh đẹp lắm rồi đó, ngon tốt là mặn dữ lắm, bự lắm mà. Xây chưa rộng, có xong nữa, xong rồi quay bình xây bốn ở lúc bốn đang rộng. Đang thời điểm xây dựng ha, người ta không cho quay ha, đang tranh chấp á. Còn đang đó dạ. Cái nào cái nào mà người ta cho quay thì quay, còn nào không cho quay thì thôi. Dạ dạ, tại ý anh nói là tại vì chưa hoàn thành chứ không phải là chưa, còn tranh chấp á. Khu vực bên đây hồi bữa hổm là nghe nói là có sạt lở nữa hả ông? Đó sạt lở chỗ cô này xuống nè. Dạ. Đất ông nãy đó. Đó, đây nè. Cô này có xuống rồi. Lúc trước con lên quay sạt lở đó, cái chú ẩn tu đó, chú đi đâu mà chưa có về hả ông Quang Nam? Ở Phú Tân. Ông ở nhà thuốc Từ Thiện ở bên Phú Tân á. Dạ, rồi. Chú chở về đây lâu mau rồi? Chắc cũng cỡ tháng, tháng mấy rồi. Thì ông bà mẹ chết rồi, ông già chết hết rồi, bây giờ cái ông ở nhà thuốc, ông làm từ thiện đó, ông ở nhà thuốc là 2-3 năm gì đó rồi mới ông có qua đây đó. Vậy là cũng như là bây giờ thì không còn vướng bận gì về gia đình đó, cho nên dành hết cuộc đó. Đời mình ruộng thì giao cho mấy người anh em mặc hết là cúng kiến dỗ vậy đó. Dạ. Ông đi vậy đó. Rồi ông thì ông không còn vướng bận gì hết, không vướng là bận. Làm từ thiện hết quãng đời còn lại đó đó không rồi, từ hồi nhỏ lớn làm từ thiện không. Dạ. Dưới đi tu vậy đó, đi vậy thôi chứ không có làm bằng ăn gì đó vậy. Có ăn gì không, có ăn muối cũng ăn được đó, vậy đó. Có còn có gạo rồi. Dạ, tội nghiệp chú ấy. Ừ. Nó ăn đơn giản. Mình tội nghiệp chú chứ thật ra chú tội nghiệp mình á. Mình chưa có buông bỏ được tới mức độ đó, người ta buông bỏ được thì người ta tội nghiệp mình á. Đúng rồi. Tội nghiệp qua tội nghiệp lại. Ông năm nay nhiêu tuổi hả ông Nam? 80 rồi. Ông năm 80 tuổi hả? 80 mà còn tốt, quá tốt. Trời rồi. Ôi, tướng ông năm còn đẹp quá, đẹp luôn, đẹp lão quá tàn luôn rồi. Tuổi rồi. Nhìn năm dạ. 70 ha. Tuổi thân. Trời ơi, mặt mày rồi hồng hào. Bởi vì nhiều khi mình đi lên mấy cái núi á, nhìn mấy cái ông mà hoặc là mấy bà lớn tuổi á, nhìn thấy còn rất là trẻ nhưng mà tuổi rất là lớn. Dạ. Tôi chắc cái không khí ở trên đây tốt phải không năm? Dạ. Mát lắm. Dạ. Dễ ngủ lắm. Bởi vì sống trường thọ ha. Tôi ở đây mười mấy năm rồi. Tôi ở trên này nè. Dạ. Hồi ông chưa lên, ông đó chưa lên, chưa có bệnh à. Dạ. Nó quen rồi, mấy đứa nhỏ này lên làm chuyện về. Dạ. Tôi một mình vậy đó. Mà nó đem đồ ăn, đồ gạo đồ lên. Tôi một mình ở mình. Dạ. Là ông nằm ngủ trên đây luôn ha. Ngủ trên đó đó. Dạ. Rồi cái chòi đó, cái trại đó nó hư rồi. Giờ cái mới cắt cái này, cái đó sợ nó sập á. Nó mục cây rồi. Sợ gió nó sập mà cất cái này cho nó chắc chút. Dạ, trên đây phải cất kiên cố chắc chắn mới được. Sợ gió cất lại cái này là con thấy là quá ấm luôn, quá êm luôn rồi đó. Chắc thừ luôn, cây như gì là quá cái chắc này cố chắc luôn. Rồi. Bông vàng ở dưới sau. Dạ. Chắc chắn rồi, ở gì là im rồi. Cắt bằng cây vậy ăn xả luôn, khi nó còn mắc làm cờ cam kết. Rồi. Nó biểu là không cho cắt thêm. Ngậu em. Cắt vậy thôi, không cho cắt bự nữa. Xả luôn khi à, nó bị. Mà chút không có. Lương Phi á, mà nó không chứa chấp nhiều người. Ta cắt nhà lầu luôn á. Cái này mình cắt nhà nó giữ dãy luôn. Lương Phi chút đâu có. Lương Phi vậy. Cắt lên lầu luôn mà ba chút nó đâu có nấu. Đâu có nấu. Cái dùng này nó lọt việc thằng Lương Phi. Người Lương Phi. Dạ. Ba chút nó mới bệnh. Xây tủ thờ đó nó làm rầm rầm. Con cảm ơn ông Năm nha. Con mấy con đi qua bên khu vực bên kia tham quan luôn. Rồi đi xuống khu vực lò hãng luôn. Cái chỗ hang mà lúc trước á con qua ông Năm kể cho con đó. Chú kia về đây ở là bên đó hôm nay ông Năm có qua bển không? Ông qua ông quét sạch bon rồi. Vậy là ông dọn cây cối chốc bọc bây giờ qua con ngon lắm. Đẹp lắm hả? Ông làm ông qua ông cúng mà. Cái chân cái đầu sạt lở luôn á. Cái hang mình lên đó. Cái chú đó, cái con gì đó, dạ. Cái dán bay đó, dạ. Đó bây giờ ông dọn trống rỗng rồi, bữa nay thoải mái. Mà có một cái là cái hang của chú nhìn nó cổ lắm luôn á, bữa nay dọn lại chắc đẹp nữa rồi. Dọn sạch bon rồi, dạ. Ông chặt cây lắm ngon hết rồi, bữa hổm chung. Có sợ gì? Bữa hổm chung không? Cái hang nhìn ghê lắm mà chú dám ở là mình thấy mấy đứa một lát mới qua bển tham quan cây, quá trời luôn á. Bữa nay ngon lắm, nay đi khỏe rồi, ông dọn chặt cây ra bữa hổm chung. Cây nó lụm mà chung lắm á, bữa nay khỏi rồi, ông làm lắm bon rồi. Dạ. Dọn hổm rài chặt dọn cây cối trống bọt ra ngon lắm rồi, dễ đi đó. Dạ. Có bữa hổm á, bữa hổm chung không? Dạ, thì bữa hổm không con lên thì chú không có ở đó. Có. Thì sao thì quay cái mạng này á, lên bà ổng mấy ba coi bển á. Ổng tưởng tôi đi hết nổi rồi, hai quạt là chết.
bị mười mấy năm rồi. Dạ. Ông coi rồi ông mới gặp ông nói mà ông còn khỏe chắc ông còn ở núi rồi. Rồi ông mới qua đó. Dạ. Vì là nhờ có quay mạng rồi thấy được ha. Ở bển á thằng em. Dạ. Thằng em nó bắt á. Dạ. Đó. Mới thấy. Mấy em lát qua thăm hàng chú không? Bây giờ mình đi nè. Rồi con cảm ơn Năm nha. Rồi, cảm ơn Năm nhiều nha. Chúc ông Năm với lại chú thật là nhiều sức khỏe nha. Dạ. Con đi bánh nha ông Năm. Rồi đi đường này nè. Sau khi trò chuyện với ông Năm xong thì mình đi ra khu vực ở phía gần nhà của ông Năm là có một cái vườn đào phải nói là rất là đẹp nha. Cái hoàn cảnh này cô chú anh chị có thể hình dung như là cái xem cái bộ phim mà Tây Du Ký đó. Ông Tài Thiên ổng đi vô mấy vườn đào ổng bẻ đào á. Nhìn rất là đẹp luôn. Bên đây thì ông Năm này để cái hình mà cô chú anh chị chìm nữa trên vườn đào của ông Năm nè. Cái này chắc đuổi khỉ quá. Mà buổi tối nếu mà cô chú anh chị nào mà lạ đi lên đây thì nói chung là té ngửa đi. Nhìn ghê quá ghê. Ông Năm cũng để nguyên một cái bộ đồ luôn. Thôi bây giờ mình sẽ đi xuống khu vực hang nha. Mình nói là khu vực hang này hồi xưa là có một cặp hổ mây rất là lớn á, người ta sống ẩn tù ở đây rồi. Sau này thì cũng còn những cái cặp hổ mây nữa xuống khu vực gần cái trại của ông Năm uống nước, nhưng mà sau này thì những cặp nhỏ hơn thôi, còn mà cái cặp lớn thì nghe nói là cũng khá là lâu rồi không có ai thấy nữa. Lúc trước á, lúc những cái năm trước á, những cái người lớn tuổi á thì có gặp nha, nhưng mà bây giờ thì không có gặp nữa. Mấy cái này chắc đuổi khỉ hả chị? Đuổi khỉ. Để mình nghe tiếng gì quá để mà nghe tiếng những chú khỉ lên đây phá gãy á. Sau khi chia tay chú Năm thì mình sẽ tiếp tục cuộc hành trình, và trên cuộc hành trình của mình sớm giờ dừng chân á thì mình tình cờ gặp được một vị cư sĩ, đó là bác Bảy, một người cũng đang hành hương lên đây. Nên bây giờ thì mình được bác Bảy dẫn lên cái khu vực điện Quỳnh Liên. Bác Bảy đi trước kìa, mình đi nhanh lên nói chuyện nha. Nói chuyện với bác Bảy khá là thú vị nha. Cái đường này thì làm đan nó đi cũng khá là dễ á. Hôm nay thì vừa đi chung với một cái chị cũng đi chung với bác Bảy nè. Tìm về đây. Cho một bài. Tức là ông bà mình tu bây giờ mình phải hướng về cửa quyền, hướng về ông bà. Để mà ông bà mình mới độ cho mình. Để mà mình hướng về ông bà tức là mình đã làm chữ hiếu. Mà mình đi phò vua giúp nước tức là mình làm chữ trung. Đó, mà bây giờ mở hội thánh nó chọn người trung và hiếu. Rồi bây giờ mình ông bà mình có rồi mình nếu mình không được không? Mình từ chối cái chuyện đó tôi không làm được không? Thấy không? Ông bà mình vô không người sao không làm được. Không làm được cho mày đơ mày nằm đây hoài luôn. Cái vậy đó. Điện này là điện Quỳnh Liên hả bác Bảy? Đây là ông đang thợ ngon của bác. Và bác á, ông dạ. Điện trong hả chú? Quỳnh Liên ở dưới kia. Đi dạ. Qua đây chút xuống mới xuống. Ồ, cái này chứ ngoài mình nhìn vô đẹp quá ta. Y như một cái thủy đình á. Một cái bát quán vậy đó. Một cái này, cái này sao con giống mới nhìn vô là giống như cái bát quái vậy bác Bảy? Đúng rồi, chính xác. Dạ. Tức là trong cái bát quái á thì nó nằm lọt vào cái chỗ mà ông Khổng Minh Gia Cát Lượng. Dạ, Gia dạ. Cát Lượng ông mới là lập cái bát quái trận. Mà cái bát quái trận là nó nằm trong cái chỗ là làm càng khảm cấn trấn tống lý không đài đó.
Thì bây giờ ở trong cái khung trời mình á, thì trên là vô cực, xin nghe lưỡng nghi, tam tài, tứ tượng, ngũ hành, bát quái. Mà bây giờ nó tới cái thời kỳ cuối cùng á, bắt đầu thu lĩnh của cha, thu bát quái, thu ngũ hành. Thì bắt đầu những thu tới đâu là cái người đó bắt đầu xuất hiện. Ngũ hành này gồm có năm mẹ kim mộc thủy hỏa thổ nè, năm ông nè, rồi bây giờ tứ tượng thì bốn mùa tám tiết. Bây giờ quý vị thấy còn không, nó không còn mùa tiết gì trơn á, rồi nó thu hoài vô tâm tài lưỡng nghi gì đó, thu chừng nào nó tới vô cực đó, làm cái bùm, cái đổi mặt trời, đổi mặt trăng, đổi nhật, đổi nguyệt, đổi phong, đổi năm, đổi tháng, đổi trong ngày giờ, đổi cha lại, đổi nhà thờ, đổi cồn, đổi bãi, đổi cờ năm ban, đổi hết. Thì nó trở lại đời thượng quân thánh đức, nhưng mà gắng tu đi, chừng nào tới đó rồi sẽ biết ha. Đó, bây giờ quay sương sương cái ngôi của bác đi, ai hữu duyên về tôi sẽ kể chuyện đời xưa cho nghe, nó còn nhiều câu chuyện đời xưa lắm. Bây giờ thì mình cùng như trong một cái điều mà rất là đặc biệt luôn, ở trên khu vực núi Dài lần đầu tiên là mình mới gặp cái điện bắt quái như thế này, lần đầu tiên luôn á. Mình đi cũng rất là nhiều những cái núi, những cái non, nhưng mà đặc biệt là cái điện bắt quái là lần đầu tiên mình gặp luôn. Ở ông thể số 2 là cũng lập cái bắt quái đó quý vị. Dạ. Nói cho quý vị nhớ ha, ông thể số 2 là lập cái cung bắt quái. Con dù sáng của Việt Nam ta. Nhà có ba người có bậc hồ tự do nuôi được Phật, còn kính lễ bác thành tâm. Ôi ở đây đặc biệt lắm quý vị, lên cái điện Quỳnh Liên chút nữa kìa quý vị sẽ thấy. Anh nhìn cục đá này lạnh quá vậy. Đầu vô, nói chung là đầu chuột cái đuôi voi. Những cái khối đá ở trên trên núi thì đều có cái hình hết. Bây giờ thì mình sẽ đi vào trong cái khu vực có duyên á, có căn á, cái vườn tre, để đi qua khu vực điện Quỳnh Liên. Bữa nay con có căn duyên thành ra là chuyến gặp được đi khám phá núi, gặp được chú Bảy. Một cái đường này hồi xưa tới giờ là con không biết đi đường này luôn á bác Bảy. Hồi đó giờ là con đi lên núi này cũng rất là nhiều lần rồi, nhưng mà đặc biệt là cái điện Quỳnh Liên này là con chưa biết luôn á. Chắc bữa nay có duyên với bác Bảy á, nên là đúng rồi, mới được bác Bảy dẫn đi á. Vừa tới đó cái các đệ đã đón huynh liền, đúng là dạ. Khó khăn có duyên hết á. Núi Dài cũng mấy lần rồi, núi Dài Vạn Liên mấy lần mà không bao giờ mình biết là ở trên núi Dài Vạn Liên có một cái điện gọi là điện Quỳnh Liên. Đẹp bá ta ơi. Sao đây biết nhiều lần còn không biết luôn. Okay. Nhìn cái cảnh đá này. Ở bên đây sao mà có những cái khối đá chồm xuống lạ dữ vậy ta. Nam mô A Di Đà Phật à. Nào giờ nó xuống rồi nè. Ngộ quá hả Tùng. Chị. Ở bên đây gan như cái bông hoa luôn kìa chị. Ừ. Ở đây gan như cái đầu. Chú Bảy ơi. Chú Bảy tả cái cục đá này sao ngộ vậy nè. Y như cái ở đây nó. Nè chú nhìn vô cái camera này nhìn nó mấy ngộ nè. Nhìn nó ngoài nằm căng cái gì mà giống như bông mai. Có thể nói được ha. Dạ. Quý vị nào có căn duyên đó rồi về đây rồi ngự ở đây một đêm. Nói thật chứ quý vị là cái chú Ba đây rất là đặc biệt. Lệnh ở trên á là cho cửa quyền của chú á đi về đây để khai mở đây. Rồi tới đời của chú á, thì chú nguyện chừng nào con làm ăn đầy đủ cơ ngơi rồi chú sẽ về đây để chú chủ trì chú tu. Nhưng mà cử quyền bây giờ đang ngự trong thân rồi, thì ở trên biểu chú là phải có cái ngôi nhà đó để sau này các phần căn nó bệnh nó đơ trơn đó, thì về đó chú chứa có khoảng trên 100 người đấy ha. Và cơm dạ. Nước là chú nuôi hết, chú bao hết. Ai tu thật tâm là về đây chú bao, nãy chú nói đó. Nhưng mà chú còn đậy, chú không có cho mở ra thì sợ tới tay mọi người đồn này kia nọ tùm lum mà chú không muốn. Dạ. Chứ thật sự là tôi biết ở đây đang còn chờ đợi anh em huynh đệ nào có phần căn về đây, nó rất là thanh tịnh, rất là quyền diệu màu nhiệm. Tôi đến đây là nó lạnh mình hết trơn luôn á, mà ai cảm nhận được hay không là tùy duyên thôi. Quý vị vô quay trong cái ngôi á sẽ có một cái tảng đá rất là đặc biệt luôn. Tự nhiên ốc nổi giận lên chân có Bảy.
À, đời thì đó vậy đó, bởi vì huynh với đệ nó có công chuyện mà ta nói chừng nào tới thì ta nói vài câu đó mình. Xong hàng luôn hả? Nó nổi da gà hết rồi, nổi da gà. Ừ. Kỳ vậy thôi. Giỡn lên luôn nè. Tức là nó quyền diệu lắm. Cái gì về đây không, quý vị sẽ thấy. Tay ơi, kìa. Chị Mai luôn. Em cũng vậy nè, nhưng mà em ít. Phải không phải mình nha. Đây nè. Chị Mai luôn. Cái tay của chị Mai nữa nè. Hồi nào giờ là có gì không chị? Không, ít lắm. Mình về đây là mạnh lắm. Ừ, điển mạnh lắm. Chị thấy những lá này không? Chị tơi. Rất là quyền bí luôn. Giỡn ngoài luôn. Vô trong đi không sao. Dạ, dạ, dạ. Quay vòng đi cái Nam kìa. Nam nào giờ là không có mà bây giờ cũng kìa, cũng giỡn ngốc lên luôn kìa. Chị ba bốn người nha, về ban đêm mà văng vọng này nè, rồi vô đây mà ngồi thiền đi rồi sẽ thấy cái cảnh nha quý vị ơi, cái đặc biệt vô cùng luôn. Ở trên đang xây chuyển về đây nè, từ trước ở đây ô đá dựng kìa, bên đây bông mai nữa kìa chị ơi, kìa đây chỗ bông mai nữa kìa. Ờ, ở đây quý vị quay á, rồi cái người có căng á đưa lên người ta dòm thấy bắt đầu người ta tê, nhưng bắt đầu người ta sẽ về thôi. Ở đây nhìn đi găng như cái bông mai gốc vậy. Ừ. Cái đốm này nè. Ừ. Nhưng mà cái con gì bò xuống. Bởi vì có bàn tay vô hình cha mẹ đã sắp đặt sẵn rồi. Thành thử lĩnh cho ổng phải về đây để ổng trụ trì và ổng làm những cái câu chuyện đó. Quý vị nghe ổng nói quyền diệu màu nhiệm không? Em tổng quát cái cục đá lại nè. Rất là đặc biệt luôn, thấy chưa? Quyền của mình bự nè ha. Đâu nào chồng ra nguyên một cái về hết chất lớn rồi trời. Quá khứ luôn à. Đá đang nằm dựng ngộ hết nha chị. Quá kỳ diệu luôn. Bên đây mình thấy có một cái chỗ này nữa nè. Ở đây nè. Nãy giờ em gặp nè. Cái này là cái gì chị? Ừ, sao cũng định nói giống hệt cái thổ địa luôn á. Đây nè, nhìn đi cái ông thổ địa luôn đó. Ừ, cái mặt nè. Cái hồng chị nói giống thổ địa mà. Không phải cái mặt đâu, con mắt đó. Đi không, đây nè. Mình nhìn là cái này không á nha. Ra đây đúng nè. Nhìn dấu mái này. Giống gì nè? Nè, nhìn đây. Sao có tóc tai đâu dòm xuống nè, con mắt đang nhìn xuống nè. Cái gì sao nó? Đúng rồi. À, thấy cái mặt rồi, Tùng ơi. Nè. Nè, hai con mắt cái miệng đây nè, thấy không? Khuôn mặt nè. Nè nè, chị Mai lại coi chị Mai. Nè đi chị Mai. Ồ, thấy không? Thấy cái mặt rõ ràng chưa? Mình thấy mới rõ. Lộ quá lộ rồi. Nè. Nè, chị thấy chưa? Hai mắt. Cái miệng nè, cái cằm dưới nè, thấy chưa? Mũi kìa, hai mắt sâu rồi ha. Ừ. Ủa, rất là lạ luôn. Hay ha. Mà không nhận ở đây sao mình thấy có hai khối đá. Hai khối đá này sao mà nó chồm xuống ngộ lắm ta. Rất là lớn. Nếu như mà mình nhìn cũng giống như là hai cái mình của cái gì đó. Giống như hai cái mình vậy đó. Ừ, hai người thòng xuống nè. Đây ông nè. Cái mặt ông này là cái mặt xệ xuống luôn nè. Gò má xệ xuống luôn. Mai, nhìn coi chị Mai. Ngộ quá ta. Nó thòng xuống, chị nhìn ở ngoài thấy không? Ừ. Đó, mà mình không hiểu ông gì mà sao em nghĩ giống hổ quá. Thôi, bây giờ mình đi vô trong điện đi. Ủa, ánh nắng chiếu hay gì sao trong má em nó có cái tia xanh xanh nè. Tiến vào bên trong. Ê. Bắt đèn không? Ê, lại đây nào, lại đây bắt vô đèn đây đèn. Nè. Nghe chăng chú, cửa điện đi vô nè. Nè. Nó gì vậy? Xanh xanh không? Nè. Cái gì? Sáu có không? Sáu có không? Thấy cái gì? Mất rồi. Em dài vậy em thấy nè. Ờ đó, đó giờ vậy thấy nè. Vụ gì? Của chị không có, con Nam có. Lúc có lúc không? Không có, bao giờ nó mất rồi nè, thấy không? Cái tia xanh bên đây nè, rồi lúc có nó xanh nè, xuống dưới rồi. Xuống dưới rồi nè, xuống dưới rồi, nãy nằm trên này giờ xuống dưới đây rồi nè. Ờ, xuống dưới rồi. Rồi nó bay lên rồi đó kìa, bay lên. Ngộ tại. Bay lên luôn. Tia gì? Này, một đây cái nè. Tia màu xanh bay lên bay xuống bay qua bay lại luôn kìa, mà máy của Sáu Hà không có. Máy của Sáu Hà không thấy nè. Đó thấy không, bay lên bay xuống. Y như cái bông vũ á. Ờ rồi giờ bay lên tới tảng đá rồi. Y như bông vũ luôn rồi, mất tiêu rồi. Gì ghê vậy? Ừ. Trời ơi, rồi xuống kìa. Nam nói là Nam thấy một cái quần xanh chỗ đây nè. Trời ơi, máy bên Nam thấy, máy mình thì không thấy.
Rồi nè, bây giờ là mất tiêu luôn nè nha, hoàn toàn mất tiêu luôn nè. Thôi chỗ này chỗ linh thiêng lắm. Thôi bây giờ mình tiến vào trong nha. Bác Bảy đang thắp nghỉ chuẩn bị cúng. Ồ, dưới đây là thấy trống trải mà thoáng mát. Đó là bắt đầu là nó họ sẽ cho. Phải nói là từ hồi nào tới giờ Nam là Nam đi là không bao giờ mà Nam lông nó dựng ngược với ốc mà nó nổi lên như vậy đâu nha cô chú anh chị. Không có dễ gì gặp huynh đâu, gặp huynh rồi đây để sẽ trở về con đường này rồi để. Sao con thấy tự nhiên cái ốc con giận dữ lắm rồi đó, bác Bảy ơi. Con thấy cũng có cái duyên gì đó. Hôm nay hữu duyên về thắp cho chư vị Xuân Thành ở đây một nén hương để cho nó có ấm lòng và các vị ở đây ngự đó cũng độ chuyển cho con cháu mình sớm sớm để quay về tu học để mà lập công bồi đức để trở lại sống đời thượng quân thánh đức nghe quý vị. Nam mô A Di Đà Phật. Đây cái điều đặc biệt khi mà vào trong cái điện này nè, hai cái tảng đá dưới này nó rất là bự và cái tảng ở trên này nó kê nó tạo thành một cái hang vuông vức rất là lạ, rất là đặc biệt, là một cái nhà của các vị chư vị giống như mình đang đi vào trong bụng nhà của chúng chị. Ở trong đó mưa có đá nằm xuống kìa Nam ơi, phía trong kìa mưa có đá dựng đứng xuống luôn kìa. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thập Phương Phật. Nam mô Thập Phương Pháp. Nam mô Thập Phương Tăng. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy Quan Thượng Đẳng Đại Thần Chư Quan Cụ Thần Chư Vị Sơn Thần Chư Vị Năm Non Mỹ Núi Cảm ứng chứng minh. Hôm nay là ngày 20 tháng 10 niên Quý Mão 2023. Con tên Quỳnh Văn Ngàn, 61 tuổi, trở về điện Quỳnh Liên, kính trình ơn trên cha mẹ thầy tổ gia hộ độ cho chúng con được giải trừ nghiệp chướng, được thân khỏe tâm an, được huệ tâm huệ tánh huệ nhãn huệ nhĩ huệ khẩu, dình đạo hiếu trung tu học cho kịp kỳ long qua khai mở, được gặp Phật gặp thầy, được hò vua giúp nước. Chúc đền ơn tổ thầy cùng đền ơn quân dương thị thổ để cứu độ của quyền thất tổ và gia hộ độ bá tánh vạn dân tiêu tai thịnh sự giải thoát mê ly. Rồi hữu duyên thì nói với quý vị đôi câu như thế này ha, tức là cái gì á thì trên trước cũng đã sắm sẵn cho mình hết rồi, và tôi thông báo cho tất cả anh em huynh đệ cũng như trong và ngoài nước, nếu sau này ai có căn mà chuyển trong thân mình không thể làm được, không thể ngủ được, không thể ăn được thì cứ về nơi núi dài Vạn Liên này, cứ về trên cái ngôi của chú Ba này đây, chú đang cất sẵn một cái ngôi có thể chứa khoảng 150 đến 200 người, cơm nước ngủ nghỉ chú lo, và những phần căn đó thì chú cũng trợ giúp cho, chú nói cái cách để mà mình cố gắng tu học, bởi vì cái hàng này á là cái hàng trăm quan về để phò vua giúp nước. Thì chừng nào Quỳnh Long Lộ Dĩ Bạch Sĩ Tiên Sanh Nam Quốc Công Khanh ra đời cứu tế hò sang sự xế, thì cái bài mà thầy đã để sẵn đó, chừng nào Lộ Dĩ rồi là quý vị sẽ thấy, tức là Nam Quốc Công Khanh là cái hàng trăm quan hò vua giúp nước, mà cửa quyền mình tự mình biết, mình đóng cái vai nào đã nhiều đời kiếp rồi, đã đi theo thầy, thầy xuống đây kiếp nào cũng có mình. Vì xưa mình có nguyện thề hứa rằng mình sẽ chọn bề chánh chung, tức là thầy đâu mình đó. Hôm nay thầy trở về thì mình cũng theo để mà hòa thầy, tức là thầy là Đức Phật Di Lặc trở lại, còn mình thì cũng phải từ Bồ Tát mới theo hòa Phật được. Mong rằng những lời tôi nói rất là đơn sơ nhưng mà hữu duyên tới tai những người nào có căn thì nhìn thấy clip này thì sẽ biết. Rồi thời giờ nó đến thì quý vị cứ về đây, rồi quý vị sẽ gặp anh em huynh đệ ở đây. Chắc sắp tới đây thì tôi cũng phải về ngự ở nơi đây để mà chờ đón anh em huynh đệ về.
rồi hữu duyên thì cứ việc. Mà bây giờ á, trước khi mà quý vị làm công chủ đó thì tôi nhắn nhủ với quý vị đôi lời thế này: con người thì có tổ có tông, học hay chữ nghĩa sao không phượng thờ ha. Thầy dặn mình vậy đó. Cho nên mình muốn làm tròn cái nhân đạo á, thì trước khi mình được hành căn rồi thì mình nên nấu một mâm cơm tương, mình trình lên với cửa quyền mình: hôm nay ngày mấy tháng mấy, con tên họ gì, có nấu mâm cơm chay cung thỉnh cửa quyền thất tổ bảy đời chính kiếp nội tổ ngoại tông gì dùng với con bữa cơm, nếu mà cửa quyền chọn cho con đi trên con đường hành căn này để mà cứu giới cửa quyền thì con nguyện con sẽ làm hết khả năng của con để mà con cứu giới cửa quyền. Ông cửa quyền chứng minh và gia hộ độ cho con. Quý vị vừa nguyện xong cái mâm cơm đó thì quý vị sẽ thấy cửa quyền sẽ hiệp vô thân quý vị và đi theo quý vị. Người ta sẽ chuyển, bởi vì trong thân quý vị nó có hai phần. Một là cái những kiếp xưa sai cũng phải trở về ở trong thân mình. Và hôm nay quý vị đã nguyện trình lên cái bề đúng thì cái bề đúng người ta theo, người ta ngự, người ta giữ, để người ta chuyển cho quý vị đi đúng đường, đúng lối, hiểu không? Từ từ lấy cái đúng để chuyển cái sai. Thì quý vị nguyện là quý vị phải làm theo. Trong mâm cơm đó phải đủ lễ nghĩa, tức là phải chầu nè, cao nè, rượu nè, thuốc nè, đèn nè, bông hoa, trái cây ha. Thì nó như vậy đó, nó mới đủ nghĩa. Nhưng mà mình nhớ nguyện là mình phải làm theo, cho dù mình ở chân trời góc biển nào, nhưng mà mình nhớ đến cửa quyền tổ tiên ông bà của mình. Thì tức là thầy nói mở cái hội Long Hoa kỳ này đó, tức là mở hội thánh để chọn người trung và hiếu. Mình đi mà mình nhớ đến cửa quyền mình, gán tu để cứu cửa quyền mình, thì mình đã làm xong chữ hiếu. Bằng chứng là thầy nói gán tu đắc đạo cứu cửa quyền, thoát chốn mê đồ đến cảnh tiên, ngõ đáp ơn dài công sáng tạo cho ta hình dốc học cơ quyền. Tức là mình đã tuân thủ theo cái lời của thầy tổ rồi. Rồi bây giờ mình gán, mình đi mình tầm về bốn chữ là tu hành thành công. Tức là mình phải tìm về Bủ Sơn Kỳ Hương. Bây giờ tất cả mười phương Phật đều về đây để mượn sắc trần, để chuyển con cháu mình đi về giữ cái hội Long Hoa kỳ này. Mà cái hội Long Hoa là do nơi Đức Phật Thầy Tây An sáng lập ra Bủ Sơn Kỳ Hương. Bởi vì tam giáo uy nguyên, rồi tứ giáo là Bủ Sơn Kỳ Hương. Tứ giáo cũng bốn lần, bảy lần thầy xuống đây để chuyển kiếp để làm công việc đó. Mỗi một lần là nó có một cái nhiệm vụ của thầy, nhưng mà cũng có mình thầy thôi. Nhưng mà như thế, nói như vậy thì quý vị phải hiểu, tức là ông ba ông đã để lại cái câu là đi dòng mấy biển cù lao, lộn đi lộn lại cũng tao với mày. Tức là cha với mẹ xuống xây cái cơ trời này, cha mẹ xuống đóng cái vai, mẹ là đóng cái vai nữ, lúc thì Quan Âm, lúc thì Diệu Thiện, lúc thì Diêu Trì, phải không, vân vân. Tức là để đóng cái vai làm tấm gương sáng cho con phải làm như vậy đó, để con mới được trở về. Con phải sống vì dân vì nước, con phải yêu thương đồng bào dân tộc của chúng ta. Đó là nó cùng chung máu mủ ruột thịt của mình. Mình phải thương yêu, chở che, đùm bọc, trợ giúp cho những lúc người ta đang gặp khó. Thấy không quý vị? Lúc mà quý vị đang gặp khó, có một người trợ duyên mà quý vị có thấy nhớ người ta suốt đời không? Còn quý vị tiền muôn bạc vạn mà quý vị không có làm cho ai nhờ hết thì cái cuộc sống quý vị nó cũng vô nghĩa, nó không có ý nghĩa gì, nghèo thiệt. Nhưng mà quý vị sống với tình nghĩa ở đời, người ta sẽ nhắc nhở quý vị hoài. Cho nên mình đem cái thân mình mà giúp thế thì nên công quả. Muôn kiếp danh hiền sách dẫn biên, tức là người ta ghi nhớ những cái công ơn của người đó, đời đời kiếp kiếp người ta để lại, con cháu sau này được hưởng cái công đức đó. Còn mình làm cái chuyện ác, người ta cũng ghi, người ta nguyền rủa mình không có công đức gì hết á. Cho nên vì vậy bây giờ tu là sao? Tu là mình sửa thân tâm mình sống làm sao mà cho nó có ích lợi cho đồng bào, cho dân tộc, cho đất nước. Tìm con đường cứu vớt quần sanh thoát chồng mê khổ. Tức là thầy nói coi ai có chứa bầu nhiệt huyết dùng đạo màu để cứu vớt sanh linh, cái người như vậy đó
thì thầy sẽ chuyển cho mình lòng ngộ rồi, chẳng đợi nhiều kinh thì cũng thấy bổn lai diệt mục. Tức là mình thấy người xưa đang hiệp về trong thân mình, mình tự cảm nhận, mình biết liền. Rồi mới nhá cho quý vị thấy óc nổi thôi là quý vị, trong thân quý vị nó có cái gì, nó mới có cái đó, thấy không? Còn bây giờ, ví dụ như chú Ba thì ổng nói đơn sơ thôi, nhưng mà cái người xưa đang hiệp vô thân ổng là ổng soi căn, ổng biết được tiền kiếp mình là ở đâu, con của ai, hồi xưa cử quyền mình làm thầy như thế nào, bắt nhốt người ta làm sao. Rồi người đó bây giờ về, tức là người ta chuyển cái căn mình. Rồi bây giờ mình phải năn nỉ ngay cái người đó đó. Hồi xưa tôi giết ông bằng cách nào đó, bây giờ tôi năn nỉ ông, tôi xin lỗi ông, tôi sám hối ông. Thì nếu nói đúng như vậy là người ta tâm phục khẩu phục. Và tôi hứa tôi tu, tôi đem công đức này để trả cho ông. Nếu như vậy thì người ta vui không? Còn ông giết tôi mà ông còn nhỡn như ông chơi là ông no với tôi, đúng không? Cho nên cái đau căng á là về đây là rất là dễ. Chú Ba nó không soi căng cái là xong à. Nhưng mà phải sám hối như thế nào, phải bao nhiêu ngày, rồi chừng nào mới hết, và mình phải làm cái gì để lại cái ích lợi cho đời. Thưa quý vị thấy không? Nó bây giờ nếu mà bệnh căn á, đi vô bệnh viện á, là nó dòm, nó không có biết. Tức là đi vô thì cái căn ta rút rồi, cái vô coi thân ông khỏe chăng à, không có bệnh hoạn chăng, mà về nhà thở không nổi, ngủ không được, ăn cũng không được, ngủ không được nữa, và mần cũng không được, nó giàu giàu nó mệt hoài, bị gì mình thiếu lực đó. Rồi cử quyền đang hiệp vô mình nè, cái bắt đầu mình mệt, nó thở mà không ra hơi nè, rồi nó nặng cái đầu, nó nặng cái vai, nặng cái đầu thì nhiều. Đó, rồi cái phần sai về thì nó bị chóng váng chóng mặt, không dám đi. À, đi thì nó điêu đứng rồi vô nhà nằm vào vào vậy hoài đó. Tôi nói quý vị có như vậy á, thì cứ về đây khỏi cần đi bệnh viện gì hết á, về nguyện tu học đi, nguyện nâng cô tu nâng cứu giới cửa quyền mình đi. Mình biết cửa quyền mình nhiều đời đã phò vua giúp nước rồi, nằm trong chiến sĩ, nằm trong trăm quan, nằm trong con của mẹ. Đó, thì vậy đó. Cố gắng đi về xong thì hữu duyên thì cứ về gặp nhau thôi. Rồi quý vị nếu mà không có về được thì cũng có thể điện để hỏi thăm á, thì tôi sẽ nói số điện thoại của tôi nha. Rồi quý vị nào hữu duyên thì cứ việc kết nối Zalo rồi mình bấm để mình tôi sẽ chỉ hướng dẫn thêm. Số điện thoại của tôi là 036 346 4441. Đó là tên là Bảy Hải, quê ở Môn Cần Thơ. Đó, tôi thì có cái căn của anh em huynh đệ người ta đã quay ta đưa lên rồi đó, kêu chú Bảy cư sĩ đó, thì cứ bấm chú Bảy cư sĩ là gặp tôi thôi. Nhưng mà tôi không có nói nhiều và tôi cũng không có nói cơ nữa, tôi chỉ dìu căn thôi, ai có căn thì tôi trợ giúp cho họ được khỏe mạnh để đi về gắng tu học cứu giới cửa quyền mình. Còn chuyện thời cơ chuyện đó của thầy tính, nhiệm vụ của thầy để thầy lo, nhưng mình không phải là cái giai của mình, tức là giai nào mình làm việc nấy. Còn chuyện đúng sai là của thiên hạ, không phải chuyện của tôi. Tôi tu sao mà thầy đã dặn rồi, thầy nói chuyện người thì chớ khá móc moi, phải treo gương thiện mà soi lấy mình, coi ai làm hay làm tốt đó, mình noi theo tấm gương đó đó mình làm. Thấy không? Rồi lựa lời tiếng dịu dàng, trong sạch khi thốt ra phải đoan chánh hiền từ. Tích thiện thì thường có bước dư, bằng tích ác quả nương đeo đắm. Thế đừng có lên đây rồi nói thời cơ, rồi chửi mắng người này, chửi mắng người kia, nó mít lòng tùm lum, cho người mang cái tiếng mình là đạo hòa hảo, mà mình đi nói cao nói thấp với người ta. Rồi người ta lại nói mình, người ta nói thầy mình sao mà đạo ông, nói chuyện kỳ vậy, cứ tranh đua thấp cao. Rồi ai đúng ai sai trên đời này, làm cái gì mà đúng, mà làm cái gì mà sai. Cho nên cái gì người ta làm nó cũng có cái vai trò của người ta. Thời gian đó người ta xây nhà, người ta thấy vậy đúng, người ta xây. Nhưng mà thời gian sau người ta làm giàu hơn, người ta đập thì người ta cũng thấy đúng, đập đúng, người ta xây khác thì người ta cũng đúng, đập cũng đúng, mà xây cũng đúng. Cho nên mọi sự việc ở trên đời là tùy duyên, họ muốn làm gì thì làm, họ muốn nói gì thì nói. Cái chuyện đó người ta làm người ta biết, người ta nói người ta biết. Và đúng sai người ta biết, ta làm tội người ta hưởng, và ta làm phước người ta nhờ, không mắc mớ gì. Mình nói mình phải giữ tấm lòng bất động như, cho hồn linh yên lặng an cư thì mới được quần nguyên phạn bổn. Tức là mình lo cái bổn phận mình thôi, lo cái đạo mà tôi chúa chặt dình câu chung thủy, rồi đạo thầy trò khắc cốt với ghi xương.
đạo trai con chặt chẽ chữ miên trường, đạo chồng vợ phải thận hòa cho đến thác. Như vậy là nó hạnh phúc quá rồi, mình giữ cái đạo đó được hay không? Như vậy đó. Cho nên là ở trong này thì nó hơi tối, quay xương cho quý vị thấy nó có cái tảng đá rất là đặc biệt. Ủa, và sao cái... chú Bảy sao cái tảng đá nó ngồi nó lầu xuống nó ngồi với chú? Thì đó, nó đặc biệt nó là như vậy. Dạ, con thấy rất là đặc biệt luôn. Cho nên là quay xương vậy thôi, rồi bây giờ mình ra ngoài để cho cái ánh sáng cho nó đủ ánh sáng để cho bà con xem ở cảnh vật bên ngoài. Sao chú Bảy con chú tảng đá này sao mà lầu xuống ngồi chứ? Thì cái này thiên đã định mà, cho nên mình đâu có hiểu được. Dạ. Còn có nhiều cái bí mật lắm, tôi không có thể nói hết đâu. Thấy là cho mình chị xem cục đá này. Ngồi với mình. Ngồi với trong nó có cục đá. Không phải có một mình tôi đâu. Con nào giờ đi nó nuốt chung hang là không có nổi ốc. Gì chứ? Không có nổi ốc, không có sợ. Ở trong như em thấy có một cái bàn thờ đúng không? Một cái bàn thờ trong đó. Miếng dán gì ạ? Dán chặn ngang. Dạ. Nguyên một cái khối đá này phải nói là rất là linh thiêng nha. Ở trong núi nhưng mà khối đá này nó chồm ra phía ngoài. Chị Mai chị nói có ông nằm nằm đó không? Ở bên trong hình như có một cái ngôi thờ nữa kìa. Có ngôi thờ phía trong đó. Bây giờ mình sẽ chui vô trong này. Đây, có cái ông gì đen đen nằm đó kìa ta. Chị Mai chị nói đen chừng con dài. Coi chứ có đen mà. Phải không? Phải không? Một cục đen đen. Chị Mai thấy hả? Không, có cái miếng dán thôi. Trong này là thờ nữa nè. Chị Mai chỉ cầm mắt chỉ con siêu thờ không thấy mà thấy một cục đen mà không thấy cái đâu. Bởi vậy sáng rồi hết rồi. Cái đó gì vậy nào? Cái này là cái miếng dán. Dán hả? Hôm nãy sáng nay với chị Mai. Nè con chú gì vậy? Chị Mai nhìn không ra luôn á. Em với chị nhìn nóng ra đi. Một gói đá ở phía trên mà nó chồm xuống nè. Có một cái đá trên nó thòng xuống ngộ quá trời luôn ta. Cái nè. Huyền bí không? Quá huyền bí luôn rồi. Ở trên thì nguyên một cái vách bằng gang luôn nè, hai bên hai khối đá lớn hết sức lớn rồi. Mà chè một miếng nhỏ xuống đây cái nè được. Thấy công nhận hai cục đá hai bên, một cục đá dài cái rất là ngộ, hết sức đẹp. Hết sức đẹp luôn. Lớn hay gầy lớn nữa chị, hai cô đá quá lớn luôn. Cái cục trên đầu cũng lớn luôn nữa. Dạ. Mà đặc biệt cái cục nhỏ này nè. Cục nhỏ thòng xuống đây nè. Bây giờ mình đi xuống phía trong này nha. Rất là đặc biệt. Ở hai bên này là hai cối đá. Phía trong này có một cái bàn thờ. Bên này thì cối đá cũng rất là to. Ở giữa thì có một cái cối đá mà ở đây có một cái ngôi thờ phía trong. Trong có hang nữa không đâu? Không chị. Nè mình thấy đá này nó nằm xuôi xuống đây nè. Đây phía trên. Trong đó mình thấy sao mà có mấy cái phần đá mà nó dính liền xuống kìa. Tới đây như là tới cái đầu quá vậy. Hết cái gì vậy? Cố gắng mình trèo lên trên này. Đây, mình dắt lên đây. Ồ, đây có con gì đâu, thấy ghê à? Con tắc kè, con gì mà đang hùi lùi, thấy ghê à tài? Con tắc kè bông gì, đất đây nó đỏ lờm mà. Thì mình cố gắng mình trèo lên trên, mình coi quay cái đầu ở trên đây. Ồ, quá ta, đây sao có miệng, nó gờ ghê ta? Gời ra chị ơi. Lên đây nè. Khối đá này nó gời ra chứ nó không có chính liền vô trong. Là cái đó mình cái kẻ mình chung ngang được không? Chung ngang được luôn. Vậy hả? Chứng tỏ là cái khối đá này nó dính ở đâu ta? Nè cái đầu này nó gời ra nha. Bên đây là đá bằng đất nha. Nó gời ra nè. Con này nó dính liền ở đâu mà nó dính vô đây ta? Đá đất không hả? Như vậy là chứng tỏ là cái này cái đó bằng đất không? Nếu khử bằng đất ra không biết là gớt xuống hay không nha.
cái đó thì mình cũng chưa kiểm chứng, nhưng mà điều rất là đặc biệt nha. Dưới chừng là bông lỏng, nhưng mà đào đất hết thì ra là có thể rớt xuống, không không biết rớt hay không nha, mình không có nói. Rất là quyền duyên nha, khối đá này nó đứng sững luôn. Ngộ rồi, đứng nguyên một cái thằng đá đứng lên trên luôn, trong kia là nguyên cái đường bụng lỏng hết trơn luôn nha. Cái khối này thì nó rất là bầu dục nha, nó cắm thẳng xuống dưới này nè, chính có dưới chân, còn trong kia là bụng lỏng hết nha, ở trong đó là nó bụng bụng dài lên trên luôn, tới đó là tới đỉnh đó. Ôi, ngộ quá ta. À, bây giờ mình sẽ ra ngoài nè. Bây giờ mình đi ra ngoài nha. Ở đường này mình phải chui qua như cái rồi kẻ bây giờ núi thì mình tiếp tục hành trình vòng vòng ở khu vực này. Bác Bảy nói là bên đây rất là đẹp nha. Ở đây thì có cái đường đi vô giống như là một cái cổng của Sơn Thần nha. Hai ông Sơn Thần chắn giữ hai bên của chúng chị. Giờ mình phải đi qua đây nha. Ồ. Cảnh bên đây cũng rất là đẹp nha. Anh núi dài mà mình đi biết bao nhiêu chuyến không có chuyến nào mà được đi ngay cái chỗ này, quá trời đẹp luôn. Có cần có duyên hết. Tới ngày tới giờ là phải có người dẫn đi. Ngang cửa tới nhà có hạ luôn nhưng mà không biết. Phải dẫn đi rồi phải đãi ăn mì nữa không? Dạ. Dẫn đi là phải. Nhìn có giếng nữa ta. Kìa, nhìn con cái cây mọc con đá tiếp không? Ủa cái cây này cái cây gì bự dữ vậy anh? Cái bảy. Cây bây giờ mình lên trên cái chỗ mà nãy giờ mình đứng phía dưới nè. Có cây tràm vàng hết hồng lớn luôn. Cái này là tấm tủ, tấm bàn, ghế đó hả? Đây là cái điện hồi nãy chúng ta ở trong đó đó. Ở trên này có một cái này của chúng chị. Phía trên nhìn xuống điện đình liên nè. Nó những khối đá nó chất chồng lên nhau nè, nhìn rất là quyền di luôn. Phía chân nó dựa vô một cái vách nè. Nó rất lớn luôn. Này nhìn kỹ phía trên giống như là một cái trái tim mà nứt cả làm hai của chúng chị. Nhìn rất là đẹp và rất là quyền di luôn. Thì cô chú anh chị mình thấy hình gì đấy là bình luận nha. Chứ Nam thấy một cái đầu rành rành, không biết cô chú anh chị mình thấy không? Rất là lớn luôn. Và một cây tràm vàng cổ thụ. Không có tràm vàng lớn luôn. Cây này chắc là trên 100 năm rồi mới được như vậy. Cây tràm thường thường nó lâu lớn lắm. Ủa? Bây giờ mình sẽ đi xuống dưới Bắc Bảy nha. Đi. Kênh này nè, thấy không? Đẹp trai đẹp gái. Chị Mai quê ở Đắk Lắk hả? Ừ. Ồ rồi sao mà có cơ duyên mà đi vô thời điểm này? Thì nó cũng thích đi thì đi vậy đó, thì ca hành căng mà. Là mình đi bao lâu rồi? Nói chung là tỷ đi cũng 10 năm rồi đó. Nhưng mà đi lòng vòng mãi như thế thôi, mà từ ngày gặp Quân Bảy tới giờ thì mình có phát triển được và nắm bắt được. Và của quyền của mình kiểu như là nó cùng tầng sóng đó, rồi cứ hợp nhau mà cứ đi vậy đó, đi tìm cho cái được cái gốc của mình, tầm cho cái gốc của mình là nó nằm ở đâu và tại sao mình phải như vậy. Thì ngày hôm nay thì mình cũng đã tầm được rồi, thì mọi sự cũng được trên 70% rồi, còn 30% là mình còn học tiếp trên con đường đạo pháp, mà nó có nhiều muôn vô vàng lắm, không có thể nào nói hết được, chứ không thì mình đi mình thấy mọi cái thiên nhiên nó đều hợp với mình thì mình cứ như thế mà mình đi thôi. Còn mọi công việc thì cứ gác lại đó, không có làm được cái gì nữa hết trơn đó. Bị hành căng rồi bị bệnh rồi bị đau, bị hành ra rất là khổ lắm đó. Chẳng cười như vậy. Thì sẵn hôm nay trên cái YouTube này tôi cũng xin nhắn những cái phần mà bị hành, bị đau, bệnh mà bệnh căng giống như tôi vậy đó. Thì thiếu hữu duyên thì
thì liên hệ với huynh Bảy, thì huynh Bảy sẽ chỉ cho cái cách làm sao để cho mình ra được cái căn mà cho phủ huyền của mình được tội nguyện đó. Thì con cháu thì đã chọn rồi, nhưng mà con cháu không biết đường đi, đi như thế nào và làm như thế nào để cho phủ huyền của mình về được và xác định được là mình phải làm cái gì, ngày mai mình làm cái gì và đi về đâu đó. Thì cũng có mấy lời nhắn nhủ những phần căn như thế, không biết đường đi mà không biết như thế nào. Thì hồi nãy huynh Bảy cũng đã trình bày rồi, thì cứ làm mâm cơm lên. Chính bản thân tôi cũng làm mâm cơm lên rồi trình với cụ huyền, thì tôi vừa trình mà tôi vừa cầm cây nhang chưa có kịp khấn đó, thì đã có cái sự mà cho tôi biết cảm ứng ha. Thì từ đó xong rồi thì tôi cứ huynh Bảy, nhờ huynh Bảy dắt đi chỗ này kia gì đó, thì về thì tôi khỏe và tôi nói được những cái chuyện mà nhiều lúc mình không có thể nói được đó, nhưng mà tự miệng mình nói thôi. Ví dụ mình nhìn được người thì mình biết người ta như thế nào đó. Ví dụ đó, thì mình cảm nhận thì mình biết cái gì mình chia sẻ cho họ cái đó để họ làm theo đúng theo như mình như vậy mà họ được như vậy. Đó thì cũng rất nhiều người hữu duyên với tôi. Đó thì ngày hôm nay thì tôi cũng chúc tất cả mọi phần căn nếu hữu duyên á thì hữu duyên thì coi được cái kinh của huynh Bảy đó thì liên hệ với huynh, huynh sẽ chia sẻ và mình sẽ làm như thế nào. Đừng để đau bệnh mà đi bệnh viện mà hết tiền hết bạc mà lại là không có được cái gì hết. Vì vậy là bệnh căn mà đi bệnh viện tìm không có ra bệnh. Chính như mình là đi bệnh viện là khi thở không nổi đi vào bệnh viện khám thì không có bệnh. Nói thật là không có bệnh. Mà về nhà thì là cái đi làm công nhân thì coi như là dắt cái xe chiều ra, dắt cái xe ra là dắt không có nổi. Xe ngã đằng xe người không nổi luôn. Nhưng mà về đi khám thì không có bệnh. Đó. À, hành căn là như vậy. Thì hôm nay chỉ có mấy lời vậy thôi. Thì chúc mọi người xem kênh được mọi người trong nước và ngoài nước gì đó. Nếu có ai mà mang cái bệnh mà đi bệnh viện mà đau bệnh mà đi bệnh viện tìm không ra bệnh, đó là căn của huyền của mình về chuyển xác, con cháu không biết đau như thế, thì có duyên thì liên hệ với huynh Bảy ha. Thì bên mình thì cũng có những cái mình cũng hỗ trợ và gieo duyên cùng. Những cái gì mình biết thì mình sẽ chia sẻ cùng mọi người ha. Hữu duyên thì gặp. Xin chào mọi người. Rồi, cảm ơn chị Mai rất là nhiều nha. Chúc chị Mai nhiều sức khỏe nha. Cảm ơn các anh em trong kênh nha. Chúc anh em trong kênh một ngày một kiếm nhiều những cái sự việc mà bên tâm linh này có nhiều cái mà người ta không biết, thì mình anh em mình cũng cố gắng để mà mình trao truyền những cái, chia sẻ những cái mà mọi người không có biết. Mình đi đúng với cái chánh pháp thì mọi cái nó sẽ được tốt đẹp cho mình. Chúc tất cả các kinh mình được an lạc nè, an tâm an lạc và sức khỏe nhiều. Vậy thôi. Xin chào. Rồi, chị Mai nha. Thôi mình đi xuống luôn. Phải nói là một cái cuộc hành trình dài và hữu duyên gặp được một cái cư sĩ tu hành lâu năm và biết được rất là nhiều những căn duyên, những cái điều tốt lành muốn gửi gắm đến bà con cô bác cũng như là chị Liên, là một người hành căn lâu năm được hữu duyên gặp bác Bảy để mà chia sẻ cũng như là trao đổi những cái gì mà bác Bảy biết. Và sau đó thì chị Liên cũng may mắn là chữa được hết những cái căn bệnh của mình mà gặp. Những cái căn bệnh mà phải nói là bác sĩ cũng bó tay, không có tìm ra được cái nguyên nhân. Nhưng mà hên và may mắn là chị Bảy đã hết và tiếp tục cái cuộc hành trình để mà gieo duyên cho bà con nào mà có những cái sự việc như hành căn như vậy đó. Thôi đến đây thì coi tụi mình lóc cũng sẽ kết thúc video đây. Chúc cô chú anh chị và các bạn có một buổi giải trí vui và đầy ý nghĩa. Chúc sức khỏe tất cả mọi người. Mong rằng tất cả mọi người sẽ được gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống hơn, gặp được nhiều vận may khi mà xem clip của coi tụi mình lóc nha. Thôi tạm biệt và hẹn gặp lại.